Ngoài trừ là các vị thầy đó người ta đang ở trong phòng, hoặc là người ta đi làm ruộng làm nông, ví dụ mình bấm bụng bỏ qua được. Còn có ông, không có ông thầy nào mà suốt ngày anh cứ làm thầy thì đó, cho nên bây giờ chị cân nhắc khéo cho cưng. Đúng không? Tu là không được thi thố nè. Thi thố hơn thua á là không được nè. Thi thố cũng được, tao mày gồng tay đi, có đứa nào thắng. Dạ. Cái đó cũng gọi là thi thố nữa. Nhưng thi về kiến thức thì luôn luôn ủng hộ và tích cực ủng hộ cho các vị thầy nào thi về vấn đề trình độ, thi vấn đề mà bài luận văn này cái nọ, hoặc là những cái vấn đề mà Phật giáo cái nọ, thì người ta thi về kiến thức thì không nói, còn thi về sức khỏe, còn thi về vấn đề mà hơn thua sân si thì đừng nên thi. Cái đó là nghiêm cấm trong Phật pháp, được gọi là sân si, nghĩa là không được. Các vị thầy khởi cái tâm sân si lên cũng không được, đã tu không được khởi cái tâm sân si hơn thua. Ví dụ những người tu người ta cũng định lại trong tâm người ta là vậy nè. Người ta định lại trong tâm là vấn đề gì biết không? Hôm nay mình thi được 10 điểm cũng, người ta đi thi bài văn hay bài về Phật giáo gì nha, ta thi cố gắng thi, nhưng trên phương diện 10 điểm cũng được, không 10 điểm cũng được. Người tu ta nhẹ lòng lắm má ơi, được cũng được, không được cũng được. Cái này người tu người ta không mất cái tình cảm nữa. À quên, em hỏi chị nè, theo chị nghĩ như thế nào? Em hỏi chuyện đi một câu đó thôi. Hỏi đi má. Ủa gì hả? Em tính hỏi chị làm chị có tin vào tình yêu không? Tình yêu hả? Tình yêu trong giới chị có tin không? Tại vì em nghĩ rằng á là chị sẽ là cái người hiểu rõ sâu sắc và trải qua nhiều thứ. Tình chứ. Chị tin. Tình. Chị lấy là ở đây lấy niềm tin đâu chị tin. Chị lấy niềm tin ở mình. Mình tin tưởng người ta. Nhưng mà hầu như niềm tin của chị lúc nào cũng bị lũng mẻ hết trơn. Đó. Nhưng mà chị hiểu được vấn đề như thế này nè em. Có thể mình chưa hiểu về người ta, mà cũng có thể họ chưa đủ can đảm để chấp nhận hết để họ yêu mình đến suốt đời. Đúng rồi chị. Nhưng mà bây giờ em nhìn cái đại khái đi. Mình là những thành phần có giới tính nó đặc biệt hơn những người bình thường. Đúng rồi. Nhưng dựa vào đó nó càng đặc biệt, nó càng có gì đó lạ, thì cái tình yêu nó càng gặp nhiều trắc trở. Vì sao? Vì mình phải hiểu ra như thế này nè. Những người đàn ông, những người đàn bà bình thường ấy, họ còn sống không bền với mối tình nữa mà, thì huống chi là mình. Với lại cái xã hội bây giờ á, em thấy không, sống được cái nết của phương Tây á. Phương Tây là sao chị? Là kiểu như là thoáng quá hả? Họ yêu bữa nay phải không? Ví dụ họ bữa nay họ ngủ với em đi. Ví dụ họ ngủ với em đi, tự nhiên họ cảm giác như không thoải mái, không sung sướng, thế ví dụ là gì? Họ cắt, ngày mai không quen người mới. Ừ, bây giờ là cái kiểu như nó sống thoáng vậy. Nhưng mà thật sự sống thoáng vậy, nghiêng chị cũng không thích. Chị cũng không thích sống thoáng vậy nữa. Đúng rồi, đúng thoáng, thoáng phải chừng mực. Ừ, thoáng phải chừng mực. Nghiêng chị cũng không thích cho thoáng vậy nữa. Nhưng mà trên cái vấn đề mà tình yêu, tình cảm, chị tin vào cái chuyện tình yêu là như thế này nè. Chị đã từng được những người bạn trai của chị họ chấp nhận hết tất cả. Hay quá ha. Để... nhưng mà em thì không được người ta chấp nhận. Ý, tại vì em chưa tìm được đủ đúng nơi. Lúc nào người ta cũng cho mình, lúc nào người ta cũng có một, lúc nào người ta cũng cho mình một lý do á chị. 365 ngày là 365 lý do các. Không. Tại vì chị khẳng định không, đúng rồi, cái câu chuyện của em mà. Nhưng mà cái này chị nói nè. Những cái thành phần mà em gặp á là những thành phần á không yêu em hoặc là không thương em. Người ta cũng được một lý do là không có hợp. Đúng rồi. Không có hợp. Nhưng mà những người buông ra những lần người mà nói mà không hợp là tầm bậy. Không hợp gì từ đầu mình quen chi. Đúng rồi chị. Không hợp rồi từ hồi đầu mình quặn tan chi. Đúng rồi. Chị nói lớn hơn chút xíu nữa. Thôi má nói về đủ rồi, má nói lớn tao chửi á. Đúng không? Đúng rồi. Giống như hồi xưa hai đứa quen nhau 3 năm trời, 4 năm trời. Đúng rồi. Tự nhiên không hợp. Ủa kỳ vậy má? Không hợp mà 3, 4 năm trời. Không hợp chỗ nào? Đúng rồi. Không hợp chỗ nào? Không hợp mà 2-3 năm trời, mấy tháng trời, 1-2 năm trời. Không hợp chỗ nào. Quen rồi tôi mới biết là không hợp. Ủa quen cái gì? Ví dụ quen một bữa, hai bữa, một tháng tôi cũng nói. Quen cả năm trời, nó không hợp. Đúng rồi chị. Không.
Có thể một người, mọi người quen nhau tới một thời gian rồi, một thời gian nhất định nào đó, mọi người chợt nhận ra là mình đang đi con đường sai. Nhưng mà trên con đường sai của mọi người đang đi á, nó có bị ảnh hưởng tiền bạc, vật chất, rồi sức khỏe mọi người không? Nếu mà không thì cái đoạn đường đó không phải là đoạn đường sai. Dạ đúng rồi. Mà đoạn đường đó là tự mọi người cho mọi người sai, để cho mọi người gọi là biện minh về mối tình mới nữa. Đúng rồi chị. Hiểu chưa? Tham lam. Đúng không? Thế chứ tôi không thích chí boss, tại vì trời đó mối quen đó không biết nó như vậy đâu. Đúng rồi. Tự nhiên càng người quen nó rồi trời thấy ghê quá cái nọ trời. Thôi tự nhiên tôi sai lầm cái tôi quen thằng này. Tại vì biết sao không? Cái miệng tôi nói vậy á nhưng thật sự tôi đã quen cái 2-3 thằng trước rồi. Để tôi kiếm cách chia cái thằng này để tôi quen thằng mới. Đúng chưa? Ừ, cái đó là cái nhận thức của chị. Chị không biết nghe cái này Cathy nói về nhận thức của Cathy. Còn mọi người xung quanh muốn nói về vấn đề gì đó cũng là cái chuyện của mọi người. Còn riêng á, Cathy cũng có tin, Cathy cũng có tin tình yêu hoặc là tình cảm trong giới á, nó có thật. Vì Cathy đã từng trải qua, tuy họ không sống bền với mình, nhưng họ vào thời điểm đó, vào thời lúc đó, họ thật sự với mình. Đúng rồi, chị thấy gì đâu hả? Ừ, vào thời điểm đó, tuy là họ bị tác động cái gì đó không biết, nhưng mà trong cái thời điểm đó, họ vẫn sống tốt với mình. Yeah. Mình đói, họ vẫn đi mua cho đồ mình ăn. Mình vẫn lo lắng cho mình. Thì cái lúc đó là họ đã thật rồi. Còn sau nữa họ thay đổi cái gì đó là chuyện của họ. Rồi đâm ra họ thấy là ở thời gian này rồi bị gia đình ngăn cản, hoặc là cái gì đó đùng ra nó không phù hợp vào thời điểm là bị gia đình ngăn cản, hoặc là bức xúc quá họ mới cắt đứt, hoặc là họ không tiến tới nữa, hoặc là họ bị tác động. Yeah. Hiểu chưa? Con người không nên nói cái từ là không hợp, nhưng mà không có nghĩa là họ không bị tác động. Họ sẽ bị tác động về một phía khác. Dạ. Tác động về gia đình. Ok, cảm ơn em. Tác động về gia đình. Dạ. Tác động về bạn bè. Và tác động về người bị sét đánh mới. Giống như chị đang quen em, tự nhiên một thời gian tự nhiên chị đi ngang, chị thấy anh kia đẹp trai quá, ngon hơn em. Ừ. Tự động chị thích mà nó. Mà em thấy đúng rồi. Rồi nó cũng thích chị nữa. Thì ngu dại gì cũng tiếp tới. Thì tiến tới chị cảm giác thấy hạnh phúc, nói chuyện này cái nọ. Ok quá, giống như là lúc chị với em ban đầu, em là người cũ rồi. Okay, chị đã có cảm xúc nhắn tin với thằng mới, giống như cảm xúc với em lúc đầu. Nhưng mà sau lúc này chị đã nhàm chán với em rồi. Trời, những gì chị nói là những gì em đã trải qua hết luôn rồi đó. Đó, vậy đó. Rồi, chị mới tìm cách. Chị về chị nản chí với em, chị bình luận đủ thứ chuyện. Trời, đúng rồi, để chị cắt đứt với em. Chị tiến với người mới. Lúc mà chị mới gặp em á, chị coi em như một thiên thần vậy đó. Chị coi em như một thiên thần, một cái người mà trong mắt chị rất là sáng, rất là đẹp luôn. Ví dụ như nói lời nào cũng cảm thấy như là rất là dễ thương, rất là ok. Nhưng sau khi mà em với chị tìm hiểu, em chị quen nhau một thời gian, tự nhiên cái một ở một cái giai đoạn nào đó, khi mà lời nói em không còn giá trị ở trong đầu chị nữa, mà chị coi em như là một người nói nhiều. Không, em thấy tình yêu nó vậy. Tại vì biết sao không? Họ chán em rồi. Chán. Họ chán em rồi. Họ mới như vậy. Đến khi họ chán rồi, họ quặm rồi, họ nuốt rồi, họ nhai rồi, họ nghiến ngấu rồi, thì em không còn cái giá trị gì trong cuộc đời của họ nữa. Nghe đó rất là hay. Nhưng mình không nói hết tất cả, nhưng mà mình sẽ nói một thành phần nào đó. Nhưng cũng có những nhân vật tuy chán em rồi, nản em rồi, nhưng họ vẫn chấp nhận. Đúng. Vì cái tình cái nghĩa lúc ban đầu, họ vẫn ở lại để sống với em, để quen em. Vì họ cảm giác cái chán, cái nản này, nhưng trong đó cũng còn đâu cái lý trí của tình nghĩa. Đúng rồi chị. Hiểu chưa? Rất là hay. Họ mới duy trì để tiếp tục cuộc hành trình trong chuyện tình yêu đó. Thì cái cơ địa mỗi người mỗi ngày thay đổi mà. Có thể lúc này họ chán, nhưng mà họ chấp nhận em, họ ở thêm một thời gian để tự động họ cảm giác họ thương em nhiều hơn. Vì đó là cái sự trải qua cái những cái sự gai góc, đau đớn, đau thương và cản trở trong chuyện tình yêu. Thì họ sẽ chấp nhận tiến tới nữa, tiến tới nữa, tiến tới nữa. Có tình yêu này nó như thế nào thì càng ngày họ càng thấm dần. Thì họ sẽ yêu em hơn và có thể yêu em đến trọn đời. Nhưng mà cái chuyện đó, những cái chuyện đó thì có thể là nó rất là hiếm về trong cái giới tính của mình, nhưng không có nghĩa là nó không có. Đúng nha. Rồi. Em tin lời của chị. Ừ. Nó có nghĩa là nhưng không mà, phải là nó không có. Ừ. Mà nó vẫn có, nhưng mà có nghĩa nó đâu đó, nó không phải gần mình, vì nó chưa có đến cái duyên nặng với mình.
trong cái chuyện mà trai gái yêu nhau cái duyên họ chỉ một thôi. Ngộ quá ha. Nhưng mà BD, người chuyển giới yêu nhau là có duyên tới 10 lần. Wow. Tại biết sao không? Một thằng đàn ông nó quen một nhỏ gái, hai người yêu nhau thì chuyện đó ok, bà con cô bác ai cũng nhìn nhận bình thường mà. Đúng bắt rồi. Quá à, cũng lém lỉnh một câu hai câu thôi. Sao thằng này đẹp trai quen nhỏ xấu vậy? Sao nhỏ này nó xấu mà được quen thằng đẹp trai? Thì bắt quá một hai câu như vậy thôi. Nhưng cái này vấn đề mới nằm sâu trong tận tủy là cái thằng này đẹp trai mà quen không đi đi. Nó có đẻ được đâu. Cũng là miệng của thế gian. Đúng không? Nhưng mà cái thằng đàn ông này nó chấp nhận hết tất cả để nó quen được con BD này mới là quan trọng. Cái đó là cái duyên rất là nặng từ nhiều tiền kiếp trước. Tại cái kiếp này nó chỗ ra để hai đứa kết hợp với nhau thành vợ chồng. Tuy giới tính, tuy khác giới tính, tuy trái ngược với cuộc đời, tuy khó khăn vào cuộc sống, tuy bất chấp bất trở chắc trở về chuyện gia đình, nhưng người đàn ông này vẫn chấp nhận vượt qua để yêu người chuyển giới này. Thì cái đó là cái duyên rất là nhiều vào thời điểm tiền kiếp. Cái duyên nhiều đời nhiều kiếp và cái tiền kiếp chứ. Bởi vì trong nhà Phật cũng có một câu rất là hay. Cái thứ mà mình đi tìm á, mãi mãi mình sẽ không có thấy đâu. Còn cái thứ nó đang trước mặt của mình hiện diện hiện hữu luôn thì mình coi như là không thấy. Đây, chiếc mắt của em đây. Em lại chứ. Hai đứa hãy đến với nhau đi. Em lại chứ luôn. Con ngày hôm nay, mẹ xin chính thức tuyên bố với tất cả các YouTube chị Bót là vợ của Zimlet. Mẹ sẽ làm lễ cầu hồn cho hai đứa. 12 giờ khuya chị. Zimlet nó hơi nách tí xíu nhưng mà vẫn duy trì được. Vô đây. Quỷ. Chị gì đúng không chị? BD á, BD đó, nó BD đó, nó BD đó. Nó BD đó. Vô đây chơi mà. Lên lên xe đây nè. Vô đây. Thôi ai khùng khùng. Giỡn. Một hai câu mày làm thấy ghê quá à. Mặt gỗ. Linh Anh. Linh Anh trong đoàn Lô Tô Hương Nam. Nó ghé qua đây nó mượn nợ đó. Nó ghé qua đây nó mượn tiền đó. Chứ dễ giàu gì nó thăm tôi. Cắn cũng có chơi rồi bà nội. Đó. Ăn nữa không con, ăn nữa không con? Nè ăn đi, đem qua bánh ăn đi.